Sáng ngày 8 tháng 1, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng đồn biên phòng cửa khẩu Cốc Nam tiếp nhận 45 công dân Việt Nam bị phía Trung Quốc bắt giữ do nhập cảnh và cư trú trái phép. Số công dân này có hộ khẩu thường trú tại nhiều tỉnh thành trong cả nước như Hà Giang, Cao Bằng, Hải Dương, Thái Nguyên và cả các tỉnh phía Nam như Bạc Liêu. Vì không có việc làm, họ đã tự ý vượt biên trái phép theo các đường mòn sang Trung Quốc tìm kiếm việc làm với hy vọng đổi đời. Do không có giấy tờ hợp pháp nên đã bị công an nước sở tại bắt và giam giữ trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 tháng. Lực lượng chức năng sau khi tiếp nhận đã tuyên truyền giáo dục, nhắc nhở đồng thời xác minh, làm rõ từng trường hợp và hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định để đưa công dân trở về địa phương. Được biết, chỉ trong tháng 12 năm 2017, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp và tiếp nhận 12 đợt với trên 400 công dân do phía Trung Quốc trao trả qua các cửa khẩu. Vụ việc này một lần nữa cảnh báo đối với các công dân Việt Nam cần thực hiện tốt các quy định về xuất nhập cảnh khi ra nước ngoài, làm thuê, tránh rủi ro đáng tiếc xảy ra.